Đa số những khách hàng biết đến Sơn Đông là qua những cái bộ sưu tập hoàng gia cổ điển, đến từ những cái sản phẩm như là giường ngủ nè, bàn ăn hay là những cái bộ sofa nguyên khối. Thì thường là bên Sơn Đông sẽ sản xuất ra những cái bộ sản phẩm cổ điển đó bằng cái chất liệu như là gỗ cẩm lai, và đặc trưng nhất vẫn là gỗ gõ đỏ. Bởi vì hàng hoàng gia cổ điển thì nó cần một số lượng gỗ rất là nhiều và lớn để mà làm sofa nguyên khối hay là những cái sản phẩm nguyên khối. Bởi vì mọi người có thể biết là đường kính của gỗ gõ đỏ lên đến 1m2 hoặc là hơn thế nữa. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một bộ bàn ghế được làm từ 100% gỗ gõ đỏ nguyên khối, vô cùng giá trị và hiếm có. Gỗ gõ đỏ Nam Phi có rất nhiều loại như Bachi, Ghana, Uganda. Và loại mà Sơn Đông sử dụng là gỗ Bachi, loại gỗ tốt nhất trên thị trường gỗ của Nam Phi và thuộc nhóm 1 trong thị trường gỗ tại Việt Nam hiện nay. Đây là loại gỗ ít mất nhất, màu sáng đẹp mắt và đường vân có thớ gỗ đều, thẳng và đẹp. Dù loại này nó không bằng gỗ gõ đỏ Lào hay là người Việt Nam mình, nhưng mà chất lượng của nó cực kỳ tốt, có độ cứng, chắc, chống mối mọt và chống công ven cao, chịu được thời tiết khắc nghiệt. Và với thời buổi bây giờ thì ai mà sở hữu những cái bộ hoàng gia hay là những cái sản phẩm nguyên khối như thế này thì cực kỳ giá trị. Và cái giá trị gỗ của nó thì càng ngày càng tăng, bởi vì lượng gỗ bây giờ rất là hiếm có, rất là khó để khai thác. Mà Sơn Đông phải tìm và lựa ra những cái khối gỗ nguyên khối như thế này hoặc là chất lượng để mà làm tạo nên một sản phẩm cho quý vị. Để mà đặt trong cái bộ bàn ghế này ở trong một không gian nhà thì em nghĩ là cái vị khách đó phải là một vị đại gia sở hữu những cái căn nhà biệt thự, villa hay là lâu đài thì mới có thể để cái bộ này xứng tầm với vị đại gia đấy, cũng như là tôn lên cái vẻ đẹp của cái bộ bàn ghế này như thế nào. Và bây giờ thì em sẽ mời mọi người cùng xem sơ qua cái bộ sản phẩm này nhé. Với thiết kế hoàng gia cổ điển nằm trong bộ sưu tập Silic của Ý, và Sơn Đông đã phải nghiên cứu rất là kỹ để cho ra mắt một sản phẩm phù hợp với phong cách cũng như dáng ghế sao cho phù hợp với người Việt Nam mình, chứ sẽ không lấy nguyên bản của bên đấy. Thông số của bộ bàn ghế này thì cũng phải VIP giống như bộ bàn ghế, đúng không ạ? Thì bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho mọi người về thông số kỹ thuật của bộ bàn ghế này nha. Ở đây thì em sẽ lấy cái đoạn đôi này để mà ví dụ cho mọi người xem. Thì cái phần chương ghế là chương ghế nguyên khối, dày là 10 cm, được đục chạm hoa lá tây, hình ảnh hoa lá tây. Thì như cái thiết kế của Ý á, bộ sưu tập của Ý á, thì những cái hàng cổ điển thì sẽ có những cái hoa văn đối xứng nhau, như mọi người thấy là ở phần chính giữa thì sẽ có một cái hoa văn để làm trung tâm, sau đó là hai bên sẽ có hai cái chi tiết đối xứng nhau. Mọi người thấy có đều và đẹp không ạ? Đây, đây là hoàn toàn đục chạm bằng tay nha mọi người. Chỉ có khi mà mới vào thì bên em sẽ vẽ rồi đục theo những cái đường vẽ đó. Thì để mà đục những cái đường như này á thì cần thợ phải rất là lâu năm trong nghề, và để hình thành nên cái hình vẽ này thì phải cho nó có hồn và nhìn nó kênh bông. Tiếp đến là cái phần tấm giữa. Tấm giữa này, tấm này là gọi là tấm hoa văn, dày là dày 10 cm, được đục nổi nha mọi người. Đây mọi người có thể thấy nè, đục nổi. Và phần tựa lưng, tựa lưng thì dày là 13 cm, được đóng nút giả nệm. Phần mặt ngồi là 10 cm, nguyên tấm. Phần tay là bản rộng 23 cm và độ dày là 20 cm. Và phần yếm bàn, yếm ghế hay là yếm đôn thì đều dày là 5 cm. Và mặt bàn thì dày 5 cm, một cái thông số cực kỳ VIP luôn. Và đặc biệt là cái phần chân, chân bàn là 16 cm và chân ghế là 18 cm. Mà tại sao lại cái kích thước của chân bàn lại nhỏ hơn chân ghế thì mọi người có biết là để mà hình thành nên một cái chân ghế như thế này thì phải tốn cái khối gỗ rất là to, bởi vì nó phải đục chạm rất là sâu và phải đi theo cái đường cong như thế này, đường cong của cái tấm ghế, tấm cái bảng tay này. Cho nên là phải sử dụng một cái khối gỗ lớn là 18 cm. Và ngoài ra thì cái đoạn đôi này của mình sẽ có một cái bàn kẹp giữa như thế này, để mà hai gia chủ như là hai người chủ nhà
thì sẽ ngồi với nhau, hoặc là khách có thể ngồi ở đây để mà uống trà hay là nói chuyện với chủ nhà cho dễ. Cái bàn này mình có thể là để nước nè, đọc sách hay là chơi cờ trên đây cũng rất là ok. Và đây có trang bị cho mình một cái học tủ. Đây là học tủ rất là lớn và ở phía bên trong thì được xử lý cực kỳ kỹ lưỡng, mịn màng. Mình trà vào thì sẽ không có sợ là bị rít tay hay là bị đứt tay bởi những cái tôm gỗ này. Và điều đặc biệt nữa thì một bộ bàn ghế xịn sò thì chắc chắn những cái trang thiết bị của nó cũng cực kỳ xịn sò. Mọi người có thể nhìn thấy em đẩy vào thì đây nó sẽ tự động chạy vào luôn, là người ta gọi là thanh giảm chấn. Thì đây, và thêm một cái điều đặc biệt để mà tạo nên bộ bàn ghế này á, là mọi người có thể thấy những cái đường chỉ xung quanh này là được đục chạm hoàn toàn bằng tay. Và cái thời gian đục chạm những cái đường chỉ này để tạo ra một cái đường chỉ thôi á thì phải tốn mất 2 tháng trời, nên là thời gian rất là lâu. Đây mọi người có thể thấy nè, đường chỉ chạy xung quanh cái tấm viền và xung quanh cái ghế luôn, tạo cho, tuy là mọi người khi mà nhìn vào có thể là mọi người sẽ không để ý đâu, nhưng mà nó cũng tạo cho cái sản phẩm trở nên một cái gì đó gọi là hài hòa nhất có thể. Và những cái đường lai đen, về những cái sản phẩm gỗ cổ điển á, sản phẩm cổ điển đặc trưng là những cái đường lai đen này nhằm tạo chiều sâu cho sản phẩm và làm cho mình khi mà nhìn từ xa vào nó sẽ giúp cho cái sản phẩm mình có hồn hơn, và khi mà nhìn vào thì nó sẽ sắc nét và kênh bông hơn rất là nhiều. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho mọi người một bộ bàn ghế dành cho những cái vị đại gia sở hữu những căn nhà biệt thự hay là những cái căn villa lớn thì có thể đặt bộ này. Bộ này thì em xin nhắc lại là đặt trong không gian phòng khách từ 25 đến 30 mét vuông trở lên. Những cái khối gỗ để mà hình thành lên cái bộ này á cũng phải được sơn đông tuyển chọn rất là kỹ lưỡng, từ khâu xẻ gỗ, sấy gỗ, lựa gỗ, sao cho cái gỗ của mình nó hoàn toàn khô hết để mà tránh tình trạng nứt nẻ cong vênh của loại gỗ tự nhiên này. Và cái bộ này thì bao gồm 10 món đang được bán với mức giá niêm yết là 695 triệu đồng. Hiện đang được trưng bày tại 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà quý vị có thắc mắc hay là muốn quan tâm thêm về sản phẩm thì hãy gọi cho em thông qua số 0938 200 165 để có thể tư vấn trực tiếp cho mọi người nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.